À, ừ, vâng cơ sở dâu bê giống hoàng xin kính chào tất cả bà con cô bác anh chị các bạn trên mọi miền tổ quốc đây là những cái ngày đầu tiên của năm 2024 thì cơ sở anh hoàng hôm nay mới bán hàng trở lại cũng sau khoảng 2 tuần mọi người hai tuần tết nguyên đán vừa rồi thì đầu tiên thì anh hoàng cũng xin kính chúc mọi người chúng ta có cái năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý và trồng dâu tây ngày càng xinh tươi và tốt đẹp hơn thì Hôm nay anh Hoàng cũng sẽ giới thiệu cho mọi người về 12 giống dâu tây. Hiện nay cơ sở anh Hoàng đang có bán 13 giống mọi người, tất cả 13 giống. Hiện nay cơ sở anh Hoàng đang có bán. Thì đầu tiên thì trong năm mới này để khởi động cho những cái đơn hàng đầu năm thì anh Hoàng sẽ có cái chương trình là lì xì khuyến mãi đầu năm các bạn ạ. Thì đó là cái gì? Thì các bạn khi mua 10 cây trở lên, cứ từ 10 cây thì các bạn sẽ được tặng thêm 2 cây. Và từ 20 cây trở lên các bạn sẽ được tặng 4 cây nha các bạn Cứ 10 cây tặng 2 cây Kèm theo đó là đơn hàng từ 20 cây trở lên Các bạn sẽ được miễn phí ship, free ship nha các bạn nhé Đây là cái món quà lì xì đầu năm Dành cho tất cả anh chị các bạn chúng ta Khi đặt mua cây giống dâu Tây ở bên cơ sở Anh Hoàng thì sau đây anh Hoàng sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn chúng ta về từng giống dâu tây hiện nay anh Hoàng đang có bán Đầu tiên này các bạn này, đầu tiên đó chính là giống dâu tây anh đào đây. Dòng này thì lâu lắm rồi nhưng mà mới bán trở lại nha bà con nhé, mọi người nhé. Đây cũng là một trong những cái điều kiện cho bà con chúng ta cũng có thể sở hữu được cái dâu tây cái dòng dâu tây anh đào này nha mọi người. Thì cái dòng dâu tây anh đào này đầu tiên về nó thật là nó cũng hơi khó trồng nha mọi người. Nhưng mà quả này ăn thì rất là ngon, thơm ngon ngọt và cũng nói chung là được đánh giá là một trong dòng dâu tây nó là thuộc cái dòng cao cấp bậc nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Dòng này thì hoàng cảm thấy nó cũng hơi khó trồng đấy. Cái thứ hai chúng ta sẽ đến đó là dòng dâu tây Nhật Hana. Đây là cái dòng dâu tây có khá là nhiều ưu điểm, chịu nhiệt, chịu nắng, chịu mưa, chịu sâu bệnh tốt, quả ăn ngọt nha mọi người. Tiếp theo đó là dòng dâu tây Bạch Tuyết Ngọc Trai, Bạch Tuyết Má Hồng đây mọi người hai dòng hai dòng này là quả chín sẽ màu trắng dòng này thì ăn cũng rất là thơm ngon ngọt chịu nắng chịu mưa chịu nhiệt tốt tiếp theo đó là nhật no berry, dòng này thì cây sẽ cực kỳ khỏe chịu nắng chịu mưa kháng bệnh rất là tốt quả cũng rất là ngọt tiếp theo đó là dòng nhật skyberry dòng này thì cũng là một trong dòng quả sẽ rất là to chín thơm ngon ngọt và cũng chịu nắng chịu chịu nắng chịu mưa chịu nắng chịu chịu nhiệt tốt nhưng mà chịu mưa thì cũng bình thường nha anh em nhé chịu mưa nó bình thường thôi rồi tiếp tục nữa là dòng nhật mới đây là một cái dòng bà con chúng ta mua về trải nghiệm thôi cái này thì anh hoàng cũng mới ra cái dòng này chưa có sự trải nghiệm gì cho nên là chưa giới thiệu nhiều được với mọi người nhưng mà chắc chắn là nó sẽ là chịu chịu nhiệt tốt ra quả trùm Đấy, quả nhật thì thường ăn sẽ ngọt nha mọi người tiếp tục chúng ta sẽ đến với là một trong dòng dâu hàn đó là hàn ghost Gold Seal Hàng Gold này một trong giống cũng mới Anh Hoàng cũng chưa trải nghiệm nhiều Chúng ta có thể mua về trải nghiệm Giống Hàn thì cũng quả ngọt và thơm ngon Quả trùng Nhật OC thì năm vừa rồi anh Hoàng có trồng Nhưng mà chưa được ăn quả nha mọi người nhé Dòng này thì cũng dòng Nhật Chịu nắng chịu mưa chịu nhiệt tốt Tiếp tục đó là dòng dâu Tây Pháp đây là dòng một trong những cái dòng dâu tây chịu nắng chịu mưa chịu nhiệt tốt trồng trong miền tây cũng ok nha mọi người quả chôm và cuối cùng đó là dòng dâu tây hàn cum siêu này thì cũng là một trong những d... giống d... mà anh hoàng cũng có bán trong cái năm vừa rồi rồi nhưng mà cũng chưa trải nghiệm nhiều chúng ta có thể mua về trải nghiệm nha rồi dòng thứ 13 đó là còn một ít cây dâu tây nhật lùn ở đây mọi người Tokyo Tomi ở đây Anh em chúng ta có thể mua về để trồng Đây là những cái cây cũ mọi người cái cũ của năm trước Còn đây là cái dòng mới hoặc mới ra thì như vậy anh Hoàng đã giới thiệu cho tất cả 13 giống rau tây mà vườn cơ sở anh Hoàng đang có bán. Và còn chúng ta có thể liên hệ với số điện thoại và Zalo 0977 237 096 để đặt mua cây giống. Đơn hàng 10 cây thì chúng ta sẽ tốn 30.000 tiền phí ship. Sẽ được tặng thêm 2 cây là 12 cây. Còn đơn hàng từ 20 cây trở lên, các bạn sẽ được tặng các bạn sẽ được free ship thì cứ 20 cây các bạn tặng thêm 4 cây 30 cây các bạn sẽ tặng thêm 6 cây 40 cây các bạn đã tặng thêm 8 cây với 40 cây thì các bạn sẽ được tặng sẽ mua với cái giá là 400.000 các bạn sẽ được tặng thêm 10 cây nha các bạn nhé anh sẽ gửi cho khoảng 10 đến 15 cây một vỉ một khay như thế này nhưng chúng ta mua lựa chọn nhiều giống khác nhau cũng được đó thì sẽ là 700.000 free ship Đó, free ship nha mọi người nhiều giống chúng ta có thể chọn rồi vừa rồi anh Hoàng đã giới thiệu cho bà con chúng ta tất cả những cái giống dâu tây hiện nay anh Hoàng đang có bán hiện nay anh Hoàng có khoảng cỡ hơn một nghìn cây nha bà con nhé hôm nay thì anh Hoàng cũng chính thức là đi những cái đơn hàng đầu tiên của cái năm 2024 này rồi xin chào bà con